Hello, thân chào mọi người, chào buổi tối tốt lành. Lại là tôi Nguyễn Thiêm đây ạ. Tối nay tranh thủ livestream phát sóng Lickface mới này, cũng là vừa là nói chuyện với mọi người về mấy hôm nay sự cố mấy hôm nay cái sự cố Facebook. Mình có lấy nick Facebook cũ là Nguyễn Thiêm đấy, đã full là số lượng bạn bè tương đối nhiều, thế là hai ngày hôm nay là tự nhiên làm sao nó đăng nhập không được, vào nó cứ ao ra. Thế nên là mình lập cái Facebook này mới thì cũng tranh thủ vừa là buổi tối vừa là nói chuyện với mọi người vừa là tranh thủ cho mọi người biết rằng là mình đã thay cái Lickface. Những bạn bè cũ này thì những ai đã từng vào rồi, từng mua hàng, từng gặp hàng rồi, tại vì Lickface của mình ngoài chuyện là bạn bè ra thì nó còn rất nhiều những cái công việc khác. Mình cũng không hiểu là sao Lickface này bị ao như vậy. Mà công việc của mình thì mình chắc bạn cũng biết rồi, mình sản xuất và chế biến nông sản, đặc biệt là hạt điều, cà phê và măng tre khô. Thời điểm cuối năm này là thời điểm cao độ của sản xuất, mà không biết là sao đó ông Facebook ông này đá ra, nó thật là khóa mõm không cho vào, là nhiều khi rất sách việc, nó còn lưu giữ tệp khách hàng cũ, rồi là rất nhiều cái vấn đề nó kèm vào cùng đấy. Thế để mà làm lại là cái trang Facebook này là cũng rất chi là lâu, mình phải xây dựng mất cả 2-3 năm rồi. Có một tập danh mục và bạn bè rồi là khách hàng cũ, khách hàng mới, rồi những bạn đồng niên rất chi là nhiều. Thế nhưng mà không sao cả, quan điểm của mình thì nhiều khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác có khi lại mở ra. Coi như vậy là có thể là cũng nhân cái đợt này cũng cho mình một bài học là trong tương lai gần ấy, không nên quá phụ thuộc vào một cái mạng xã hội nào đó, nó giữ được cái quyền quản trị của mình. Nó gần như là tạo cho mình một ngôi nhà rồi, lúc nào nó đóng cửa không cho mình vào, do là chủ nhân ngôi nhà đấy mà lại không vào được. Vấn đề là rất 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 chi là nhì nhằng như thế. À, cũng là thời điểm gần Tết rồi, tiện hôm nay cũng nói câu chuyện là cũng để mà tâm sự mới chia sẻ với mọi người hơn về cái sản phẩm bên nhà mình. Mình thì câu chuyện cũng đã nói rất nhiều lần rồi, là cái sản phẩm mình làm là thuận tự nhiên, mà đặc biệt là những sản phẩm mình làm là quá trình mình không phải là làm mà mang chất là làm cho xong làm mà thôi bán sản phẩm đấy được, mà cũng cũng phải là mang cho khách hàng sản phẩm ngày một tốt hơn, ngày một hoàn thiện hơn, ngày một ưu việt hơn. Đấy, bạn thấy sau lưng mình này có đơn hàng, mà có những đơn hàng đây đi, có những đơn hàng đi rất xa, có đơn hàng đi tận là Đài Loan, Trung Quốc, mà cũng không đơn này là mấy đơn rồi ạ. Thì được các bạn ủng hộ, đặc biệt là quý đồng niên của mình ủng hộ, rồi khách hàng của mình ủng hộ rất nhiều, nên mà khách hàng cũng thương yêu. Mấy năm 2 năm vừa rồi mình cũng đã đạt những cái kết quả nhất định, thế nhưng trong tương lai gần thì mình nghĩ rằng nó là phải phấn đấu xa hơn, cao hơn và dài hơn, chứ không thì bằng lòng với những cái hiện tại được. À, mình sẽ tập trung vào truyền thông hơn, rõ ràng là mình biết rằng cái ưu điểm của mình là nông dân, nên là lời nói hoặc những câu chuyện nó không được như kỳ vọng, hoặc là có thể cũng không có những ngôn từ nó chắt lọc được như những chuyên gia bán hàng, những chuyên gia marketing. Nhưng quan điểm của mình thì làm gì thì làm thì nó phải thật thà và tử tế, từ tâm. Mà cái quan điểm đi suốt xuyên suốt cái hành trình ấy, là nó phải gieo nhân lành và thực hành tử tế. Những sản phẩm ấy phải thực sự ngon, lành, sạch, và từng ngày phải đem đến khách hàng của mình, đến là những cái sản phẩm nó thực sự là nó chăm sóc được khách hàng của mình, chứ không phải là bán để lấy tiền về. Mà muốn cho cái tài khoản của mình ngày một phát triển hơn ấy, thì bắt buộc là khách hàng phải được chăm sóc tốt hơn. Mà khách hàng là người trả lương, trả sản phẩm cho mình thì bắt buộc người ta phải đối xử bằng cả sự tử tế. Thế nên quan điểm mình bán hàng ấy, đầu tiên là phải đúng đúng và minh bạch cụ thể với sản phẩm với khách hàng của mình. Hai nữa là nó phải đủ về khối lượng, trọng lượng, chứ không thể nói là 500 gram mà một cân 4 nặng rưỡi hàng đấy, hoặc là thêm những cái gì đó vào để tăng cái khối lượng, nên giảm cái khối lượng thật của sản phẩm xuống để tăng cái số khối lượng ảo lên, khối lượng giả lên, để đánh lừa khách hàng, người tiêu dùng. Quan điểm của mình không 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 thích những cái sự đó thiếu sự tử tế như thế. Mà muốn được hồi hoàn tốt trong tương lai gần ấy, thì bắt buộc phải làm bằng cái sự tử tế. Đến với Nguyên Thiên thì các bạn chắc chắn một điều rằng mình có thể không ăn ảnh ăn hình, hoặc là nói năng nó hơi đinh tinh, nhiều khi nó cứ lằng nhằng quay cuồng đi lại như thế. Thế nhưng mà sản phẩm của mình, các bạn yên tâm rằng là nó vượt hơn cả những gì mình nói.
Và đặc biệt nữa, mình chắc chắn một điều rằng là thậm chí nó vượt hơn hơn cả kỳ vọng của những bạn luôn, của khách hàng của mình luôn. Với những sản phẩm của mình thì mình không biết nói thế nào cho cụ thể, cho nó đúng, cho nó đủ, cho đầy, cho đầy, nhưng mà những sản phẩm đó mình nghĩ rằng là nó thực sự thuận tự nhiên, mình làm theo cái hướng là chăm sóc theo hướng là tự nhiên, không dùng bất cứ một cái loại hóa chất vào can thiệp vào quá trình để cái cây nó tự tạo những sản phẩm giá trị về chất lượng. Ví dụ như là sẽ không bón phân, dù rằng là hữu cơ hay là vô cơ thì mình cũng hạn chế mức tối đa, thực ra mà không bón. Hai nữa là sử dụng những hóa chất độc hại, ví dụ như là thuốc bảo vệ thực vật thì mình cũng không sử dụng, tại vì là về bản chất của nó thì tự nhiên nó có những thiên địch tự nhiên. Ba nữa là đặc biệt là không sử dụng thuốc cỏ trong những năm gần đây. Rất lâu rồi, có lẽ phải đấy cả chục năm nay mình không có sử dụng một loại thuốc cỏ nào để mà tạo những sự tồn dư trong cái sản phẩm ấy của mình. Ba nữa là gì, là cái những cái sản phẩm mình ra ấy quá hoàn thiện hơn từ mẫu ba, bao bì, chất lượng, quá trình lọc lựa những sản phẩm thật tốt. Chỉ những hạt, ví dụ như hạt cà phê, hạt điều, thế phải tỉ những hạt được tiêu chuẩn nhất mới được đưa vào sản xuất, mà không cố không quá. Mà thực ra mà nói mình cũng không 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 đánh bóng, không thổi phồng những cái sản phẩm mà nó mang tính chất là tốt quá để làm gì cả. Thì thực ra những cái ngôn từ nó thuộc về những chuyên gia hoặc là những nhà khoa học hoặc những người người ta có trình độ, có chuyên môn. Nhưng mình thì quan điểm của mình thì chào Định nhé, hôm nay rảnh rỗi thế nên like với chú lần đầu nên like trực tiếp, nhưng có vẻ là hơi lằng nhằng tí đúng không, nhưng không sao. Cái gì thế nó cũng có cái lần đầu cả, chứ nếu một lần đầu mà mình không không xác định, mình không không tự làm thì trong tương lai gần mình cũng sẽ không biết làm cái gì cả. Đương giới thiệu với mọi người với những cái sản phẩm trong nhà, hạt điều rồi là cà phê rồi là măng tre, đặc biệt măng tre khô thì mình có những quy trình sau 2 năm mình làm, nó có những quy trình nó đạt đến gần như đến tiêu chuẩn mẫu rồi. Ví dụ như là thời điểm khai thác măng thôi, hoặc là cái thời điểm khai thác măng cái thực ra mà nói nó quyết định, nó cực kỳ quyết định đến chất lượng của sản phẩm. Tại vì cây măng, cây tre là nó có những cái, nó có những cơ chế tự vệ tự nhiên về bản chất ấy. Và được rồi, được cháu động viên thích quá. Thôi cứ để đó đi từ từ, tại vì chú mới mất click thì hôm nay cũng tranh thủ làm cái like, vừa là cũng nói chuyện với mọi người, hai nữa là để cái like mới của mình có sự hiện diện để người ta biết mình là cái like thật, là cái click thật. Chú sợ là khách hàng này bỏ click ảo rồi, bây giờ xã hội bây giờ nó tào lao lắm. Nó cũng giống như cái sản phẩm cũng thế. Cái măng nhà mình thì có lẽ rằng là cũng ít 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 khách hàng biết rằng là mình chỉ khai thác buổi sáng. Tại buổi sáng là cái lúc nó lon nhất, nó xanh, tức là cái cây măng ấy nó lon nhất. Sau một đêm ấy nó vẫn còn cái cảm giác ở trong đất lành, thế nên là thời điểm nó phù hợp nhất. Nếu khi có nắng lên, cứ có nắng lên là nó sẽ cái hiện tượng cơ chế tự nhiên của nó tự vẽ, nên là cái bề ngoài của nó rất là mỏng, nó sẽ chuyển thành dày cứng. Thôi được rồi, để nhờ cứ để lúc nào, hôm nay thì chuyện tào lao thôi cũng để khẳng định mình thôi, nhưng mai mốt thì đăng sản phẩm thì sẽ nói nhiều hơn nữa. Cái cơ chế nó tự nó làm, nó sẽ làm già cái bề ngoài, thế nên là nếu khai thác măng buổi chiều ấy, là rất không phù hợp. Tại vì dù nó lon nhưng mà cái vỏ của nó bên ngoài vẫn là bị cứng, mà nó sẽ bị cứng và chắc chắn một điều như thế. Hai nữa là quá trình phơi măng. Phơi măng thì thường mà là cây măng của Tây Nguyên ấy nó sẽ vào mùa mưa. Mình để ý rất nhiều bạn và rất nhiều người là nó mắc cái lỗi sai lầm cơ bản nhất trong phơi măng là để măng nó bị, nói như mình nói cái từ cái tự nhiên mình hay bị ươn đấy, hoặc hai nữa là mình nó bị đen, nó bị đen măng. Mà cái đen đây nó không phải là đen trong cái quá trình để bị đen xuống màu tự nhiên thì không nói, đen là do cái bị lấm mốc đấy, thế là nó do thời tiết không thuận lợi. Thế là các anh các chị đi và các bạn ấy là để phơi ấy, là mang tính chất là cứ phơi thôi, thế nên là qua chỉ cần qua một đêm bản chất cái măng nó đương ở màu trắng và có những đốm đen thôi, là cái chất lượng măng nó rất chi là kém rồi, chất lượng măng rất chi là kém rồi. Thế nên là như nhà mình thì sau khi ban ngày phơi mà khi có nhiệt độ thì mình sẽ phơi bằng nắng, còn không nhiệt độ mình sẽ đưa vào tủ sấy nhiệt, và tủ sấy nhiệt ở cái chế độ nó tương đương với nhiệt độ của ngoài trời. Ví dụ như là nhiệt độ ngoài trời dưới khe nắng tự nhiên khoảng 45 50 độ thì mình sẽ làm như thế, 45 50 độ để giữ cho nó thời gian nó lâu hơn một chút, nhưng nó tương đối với thuận tự nhiên. Thế nhưng sản phẩm mình nó thực sự là cực kỳ là ngon. Mình là người cũng vừa làm măng mà cũng là ăn măng, mà mình cũng trải nghiệm rất nhiều sản phẩm ở nơi khác rồi,
Thế là rất là tuyệt vời. Hai nữa là gì, một số các bạn nó sợ lấm mốc, thế là các anh các chị thường đưa những cái sản phẩm như ví dụ như sông khói hoặc sông Ninh Bình mà nó cái đó là rất chi nguy hiểm tính mạng sức khỏe của người tiêu dùng. Thế nên mình như nhà mình thì đặc biệt cái này không, tại vì cái sản phẩm mình bán thì hoàn toàn là bán cho người thân, cái đầu tiên là người thân gia đình, nhưng thứ nhì là bạn bè, khách hàng của mình hầu hết là người thân và bạn bè và những người mình từng biết. Thì nếu mà từng biết mà người thân và bạn bè mình bán những sản phẩm nó không đủ như thế, không đủ đầy chất lượng như thế thì chắc chắn một điều là xong, không sự lan tỏa. Mọi sự marketing, mọi sự quảng cáo nào không bao giờ hiệu quả bằng cái lan truyền bằng miệng và khách hàng của mình lan truyền giới thiệu sản phẩm cho mình. Nhưng năm vừa qua thì hầu hết người Việt Nam mình thì đều có những cái hành vi, có những thói quen là săn những hàng rẻ. Thế nhưng mà những cái mình đời mình thực ra mà nói là những cái đắt tốt hoặc đắt không tốt cũng đã từng có, thế nhưng mà rẻ tốt thì mình chưa gặp. Nói thật hôm nay cũng 46 tuổi mình chưa gặp cái gì rẻ mà tốt cả, toàn lừa nhau mới lùa gà thôi, toàn đưa những thứ quái thai quái vật ở đâu về để lừa nhau tới ăn uống thôi. Thế là rất chi là nguy hiểm, mà nhất là thời điểm gần Tết này thị trường nó rất chi là bát nháo cực cực kỳ luôn. Nhà mình cũng là làm điều thật và rất nhiều, nhất nhiều sản phẩm điều. Hello, chào Duyên nhé, hôm nay Duyên mới định quan tâm đấy. Rất nhiều những sản phẩm ngoài thị trường, có rất nhiều sản phẩm của đồng loại thế nhưng mà giá trị rất cao. Ví dụ nhưng có lẽ một like này mình lên đấy thì ôi là kinh. Thôi chào Duyên, làm sao mà chào tận đại gia, còn toàn da với xương như này còn gì đâu. Cũng là sản phẩm hạt điều, nhưng nếu các bạn mua hoặc anh chị em mà mua vào cái sản phẩm hạt điều mà người ta dùng bằng cái hộp nhựa, mình cũng có làm chứ phải không đâu, thế nhưng mà mình không khuyến cáo khách hàng mình dùng mua ở đó. Thực ra cái sản phẩm hộp nhựa ấy nó chiếm gần 2 lạng hộp nhựa rồi, cái này mình không bóc phốt ai cả mà mình nói thật cái sản phẩm như thế chứ không không sợ, khi mình làm thật thì mình nói thật mình không sợ. Thế các bạn mua nó sẽ chỉ được khoảng 3 lạng, hơn 3 lạng hạt điều một tí thì mặc nhiên nó không hề rẻ. Ví dụ như một cái hộp điều như vậy nó khoảng vào 100 hoặc 120 ngàn, thì rõ ràng nếu 1 cân điều thì các bạn phải mua tới 300 ngàn 1 cân điều hoặc 300 ngàn nữa mới chưa đấy, chưa đầy chưa đủ. Còn sản phẩm mình sẽ tối ưu đến tuột cùng luôn. Ví dụ như sản phẩm mình vẫn khuyến khích khách hàng là gì, lên mua sản phẩm sạch lụa. Sạch lụa là sao, tức là mình đã làm sạch cả vỏ lụa về các bạn các anh chị chỉ việc ăn thôi. Ừ. Vừa sạch nhà này, sạch tay này, rồi trẻ nhỏ nó không phải chờ bố mẹ bóc, anh chị em bóc cho này. Ba nữa là sản phẩm mình nó làm khác với tất cả loại sản phẩm khác đều có và hiện có thị trường. Ví dụ như là cái sản phẩm hạt điều thôi thì mình sẽ không rang theo cái hướng làm giòn và lấy mùi thơm như là cái sản phẩm có thị trường, mình quay ngược lại hướng đó, mình rang nó mềm đi một chút, nó nhẹ đi một chút và đặc biệt là nó. Ôi thôi ăn cơm rồi thì mới làm nai chứ Duyên ơi. Có điều kiện thì chia sẻ giúp chú mấy, thì nó mất click cũ rồi thế nên là phải làm click mới. Có điều kiện thì chia sẻ giúp chú thì cho khách hàng có những người quen những người biết mình để chia sẻ thì người ta tìm lại được, chứ đương thời điểm cuối năm mà tự dưng hôm qua nó sập click face đâm rất rất chi là rách việc. Thời tiết miền Bắc mình thì chắc là đương rất chi là rét đúng không, mà rét như vậy thì thôi không thì vào miền Nam ăn Tết đi. Tây Nguyên thì rất chi là nóng, ai gọi mình nhỉ, còn ai gọi nó giờ này đương giờ live stream phát sóng gọi à, Tuấn Anh Hà Tây à, thôi được rồi lát đi gọi lại cho bạn này sau. Những sản phẩm ấy là gì, tức là cái hạt lụa hạt điều ấy, trong cái hạt điều đương kể rất câu chuyện như thế, trong hạt điều là nó có 2 lớp vỏ, cái lớp vỏ ngoài là vỏ cứng và có những lớp bao dầu, cái lớp đó để bảo vệ cái hạt điều trước những cái loài vật nó ăn, ví dụ như con sóc con xiếc ấy là nó có lớp dầu rất chi là nguy hiểm, thế nên con người mà rất chi là khó khăn mới làm ra hạt điều. Hai nữa là có lớp bảo vệ thứ hai, lớp vỏ lụa ấy ăn này nó cũng được, một số người cũng ăn được nhưng nó ngái lắm, người ta cũng không ăn. Thế nhưng mà chính nhờ cái lớp à chú nhờ người ta lấy lại được mà chú tháng sau cháu vào cũng ăn vạ mà. Cái này không phải nhờ mà chú cũng đã vào rồi, chú làm bảo vệ là 2 mặt 2 lớp luôn đấy, bảo vệ bảo mật 2 lớp luôn, rất chi là căng luôn. Mà cái điều duy nhất là cứ vào nó ao ra, nó không gửi lại mã cho mình chứ thôi, còn phải lập cái mới thì cái đó. Rồi tranh thủ nghe điện thoại cái anh nhỉ.